Vào lúc con người lâm chung, người niệm Phật, vào lúc này ba hiện tiền nhiều nhất, cơ hội nhiều nhất. Hoặc là hòa thị hiện tướng Bồ Tát tới đón bạn đi, hoặc là thị hiện Dược Sư Phật tới, Thích Ca Mâu Ni Phật tới, đó đều là giả. Các vị thần hộ pháp cũng không quan tâm. Thần hộ pháp chỉ bảo hộ bạn niệm A Di Đà Phật, họ chắc chắn không thể biến thành A Di Đà Phật. Bạn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, họ chắc chắn không thể biến thành Quán Thế Âm Bồ Tát. Chuyện này là thế nào? Bổn tôn, không thể mạo danh bổn tôn. Họ biến thành vị Phật khác để mạo danh, đó là chính bạn chịu thiệt, chính bạn mắc lừa.